11 vòng đàm phán, đội ngũ của Tổng thống Trung vẫn không áp đặt được bất kỳ điều gì lên chính phía Trung Quốc. Bởi Trung Quốc đã thay đổi về giới hạn cuối cùng. Họ không nhượng bộ, họ quyết đấu tới cùng. Và họ đã làm như vậy trong suốt cả khoảng thời gian vừa qua. Vậy điều gì có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới? <laughs> Trung Quốc quả thực đã không nhượng bộ và áp dụng các cái chiến thuật ăn miếng trả miếng, chơi cái cuộc chiến theo hướng tức là trường kỳ kháng chiến. Và cuộc chiến của người Trung Quốc với cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã kéo dài và có ý định sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Có thể người Mỹ đã đánh giá sai về góc nhìn của người Trung Quốc trong cái câu chuyện thương mại Mỹ Trung. Và trong buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ làm rõ hơn những gì chúng ta còn chưa hiểu về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Chúng ta còn chưa hiểu về góc nhìn của người Trung Quốc đối với cuộc chiến này như thế nào Và chúng ta sẽ cùng nhau mô sẻ xem điều gì có thể sẽ diễn ra, có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới Cho dù giới chức Mỹ khăng khăng rằng Trung Quốc cần một thỏa thuận hơn nước Mỹ Ông Tập Cận Bình tin tưởng rằng Trung Quốc có một vị thế đàm phán mạnh hơn và nước Mỹ đã đánh giá thấp cái quyết tâm của người Trung Quốc. Không khó để nhận ra rằng tác động của thương chiến trực tiếp lên nền kinh tế Trung Quốc ở thời điểm này vẫn còn có phần khá là hạn chế, điều đó không có nghĩa là nó không làm thay đổi một cách căn bản những nền tảng của kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc đang triển khai đại chiến lược khai thác các cái miền Tây mới. Họ tin rằng 350 triệu dân tương đương với dân số Mỹ là nơi để Trung Quốc có thể tin tưởng, bao gồm triển khai các không gian kinh tế mới, bao gồm tạo ra dư địa chính sách mới và có khả năng chống đỡ với rủi ro mới. Trung Quốc cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh các cái hoạt động hợp tác kinh tế với các đối tác truyền thống để tìm hướng đi mới cho hàng xuất khẩu của mình, thay thế việc xuất khẩu sang Mỹ đang có phần suy giảm. Có lẽ người Mỹ đã đánh giá sai về cái câu chuyện là muốn người Trung Quốc đầu hàng sớm. Có lẽ ông Donald Trump, một doanh nhân thành đạt, đã sử dụng các cái chiến lược chơi knock out đối với các doanh nghiệp trong cái cuộc chiến thương trường về kinh tế để có thể loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Nhưng cuộc chiến chính trị thì có lẽ là không như vậy. Trong một giai đoạn dài, Tổng thống Mỹ đã sử dụng rất nhiều những cái đoàn hiểm để có thể hạ gục Trung Quốc sớm, nhanh và gọn mong rằng người trung quốc có thể sớm đầu hàng tuy vậy thì cuộc chiến này không hẳn là như vậy hiện nay thì người trung quốc đã và đang tìm một số cái giải pháp để đối phó với cái cuộc chiến thương mại mỹ trung ngày càng leo thang mạnh mẽ hơn ngày càng khốc liệt hơn và điều may mắn là người mỹ đã đẩy eu về phía trung quốc trung quốc hiện nay đang tập trung vào những cái câu chuyện ví dụ như là Tìm kiếm cái hiệp định thương mại song phương giữa EU và Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2020. Ví dụ như là cái chương trình Vành đai một con đường à, giúp Trung Quốc mở rộng quan hệ thương mại lên khắp cái khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và Trung Đông. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là Trung Quốc đang tăng nhập khẩu nông sản từ Nam Mỹ, nguồn hàng thay thế cho người Mỹ. Cũng chính vì vậy, dường như ảnh hưởng của thương chiến thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng bị trung hòa. Người Mỹ tưởng rằng là những cái đòn đáp thuế của Mỹ vào hàng hóa Trung Quốc thì làm cho Trung Quốc có thể quyệt quệ, doanh nghiệp của Trung Quốc có thể phá sản. Nhưng minh chứng rõ nét nhất là trong vòng một năm trở lại đây, rất nhiều các đợt thuế của Mỹ đánh vào Trung Quốc nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lý do chủ yếu là bởi vì Trung Quốc đã tìm được đầu ra và cái nguồn cung mới. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thì giảm khoảng 4,8% trong 5 tháng đầu năm 2019 và số liệu mới nhất cho 8 tháng đầu năm thì giảm khoảng tầm 5,3%. Tuy vậy, nhưng xuất khẩu vào EU của Trung Quốc lại tăng tới 14,5% cho 5 tháng đầu năm và tới 16,3% cho 8 tháng đầu năm. Nhập khẩu từ EU cũng tăng khoảng 8,3% và đặc biệt ASEAN đã vượt Mỹ để trở thành đối tác nhập khẩu hàng Trung Quốc lớn nhất và lớn thứ hai chỉ sau là EU. Ở đầu ngược lại thì người Mỹ bán hàng vào Trung Quốc như thế nào? Người Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc đã giảm tới 16%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, điều này dấy lên lo ngại về những ảnh hưởng của các doanh nghiệp Mỹ không bán hàng được cho Trung Quốc và tác động trở ngược vào nền kinh tế Mỹ đang có những cái dấu hiệu cho cái câu chuyện là giảm tốc cái đà tăng trưởng kinh tế. Số cái số liệu thống kê thì 6 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu hàng hóa của Mỹ là 137,1 tỷ đô la và nhập khẩu là 212,3 tỷ đô la. Thâm hụt toàn cầu là 75,2 tỷ đô thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc thì đạt khoảng 87 tỷ đô trong quý 2 năm 2019 giảm khoảng 8% so với quý 2 năm 2018 thì rõ ràng là để giảm cái thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc bằng các cái đòn đáp thuế thì đó đã có hiệu quả với cái mức giảm khoảng 8% cũng theo tính toán số liệu với khu vực EU thì xuất khẩu năm 2018 so với năm 2017 thì điều chỉnh vụ tăng khoảng 12,4% trong khi đó thì mức tăng của năm 2017 so với năm 2016 thì chỉ có 5,05% thôi. Mặc dù nửa đầu năm 2019 xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm khoảng 16%, số liệu sẽ được cập nhật mới trong thời gian sắp tới. Nhưng mà cán cân thương mại toàn cầu chỉ tính thương mại hàng hóa nếu tính thương mại dịch vụ, ưu thế của Mỹ sẽ tăng hơn nữa. Uh, và Mỹ vẫn sẽ ổn định sự sụt giảm quan hệ buôn bán với Trung Quốc đã được bù đắp bằng quan hệ với EU. Trung lại Trung Quốc với Nam Mỹ và phần còn lại của châu Á đã làm uh, cho cái câu chuyện tác động của nền cái cái cuộc uh, gọi là trinh phạt người Mỹ đối với Trung Quốc bằng việc áp thế gần như là bị vô hiệu hóa tới 80%. Điều này chỉ ra uh, cho chúng ta thấy được rằng là trên thực tế thì uh, một nửa của cái câu chuyện này à, mới được bật mí, nửa còn lại thì nó như thế nào? Theo một quan sát khác của giới quan sát toàn cầu, đặc biệt là một số đầu của châu Á thì cho rằng quan sát cái diễn biến các phát biểu của Trump trong thời gian gần đây, tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây. Lúc đầu thì tổng thống Mỹ tự tin đánh giá là chiến tranh thương mại là tốt và dễ thắng. Đó là phát biểu đầu tiên của tổng thống Mỹ năm 2018 sang tới tháng 6 năm 2019 thì Tổng thống Mỹ và các đệ tử của ông đã đánh giá kinh tế Trung Quốc đang rất khó khăn nên Trung Quốc muốn ký một thỏa thuận hơn Mỹ và Trung còn tuyên bố rằng đã thắng trong cái cuộc chiến thương mại. Nhưng thực tế đến ngày hôm nay nó đã diễn ra hoàn toàn khác những gì mà giới giúp việc và Tổng thống Mỹ đã đánh giá sang tới tháng 8 thì Tổng thống Mỹ tuyên bố phải xử Trung Quốc dù có thiệt hại về kinh tế cũng phải làm và mới nhất thì ngày hôm qua à, tức là à, ngày 23 tháng 8 năm 2019 thì Tổng thống Mỹ muốn và đã ra lệnh cho các công ty Mỹ phải rời khỏi Trung Quốc và tăng mạnh thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi Trung Quốc trả đùa trong cái câu chuyện áp thuế có thể thấy lúc đầu thì tổng thống mỹ quen quan tâm tới cái cách và cái tâm thế hành xử của một ceo mạnh vì gạo và bạo vì tiền và sẵn sàng đàn áp đối thủ ở thế mạnh và tin rằng mình cũng có thể áp dụng cách làm như vậy sẽ nhanh chóng đạt được những cái thành công trong cái lĩnh vực thương mại quốc tế khi trung quốc phải nhún nhường vì muốn đạt được cái thỏa thuận hơn do kinh tế khó khăn À, tuy vậy, sang đến tháng 8 năm 2019 thì thấy tình hình đàm phán không có nhiều cái tiến triển như ông Donald Trump đã kỳ vọng. Trung Quốc không có vẻ gì là sẵn sàng nhượng bộ và kinh tế Mỹ lại có triển vọng suy thoái. Thị trường chứng khoán có những sụt giá mạnh và khiến cho Tổng thống Mỹ sử dụng rất nhiều những cái đòn Twitter để thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường chứng khoán, tránh những cái suy giảm mà không như mong muốn. Và thưa với anh chị và các bạn, đến cái tháng 8 năm 2019 thì tổng thống Mỹ đã phải lên gân để tuyên bố rằng dù thiệt hại, dù thiệt hại kinh tế Mỹ, dù suy thoái của toàn cầu có diễn ra hay không thì vẫn phải xử Trung Quốc. Tới khi Trung Quốc tuyên bố trả đũa thì Trung nối điên, tổng thống Mỹ điên cuồng khu... gọi là điên cuồng đưa ra những cái bài twitter có phần là cay cú và tới khi Trung Quốc tuyên bố trả đũa mạnh mẽ hơn nữa thì tổng thống Mỹ đã yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc và tăng mạnh đánh thuế nâng cái mức thuế mà rất nhiều giới chuyên gia trên toàn cầu không ngờ tới đó là mức 30% à, vượt cái mức gọi là hòa vốn của hàng hóa xuất khẩu và làm dấy lên lo ngại cái thuế này có thể tăng cao hơn nữa trong thời gian sắp tới. Nhìn cái diễn tiến cách hành xử của tổng thống Mỹ có thể thấy, lúc đầu thì ông rất háo thắng và nghĩ rằng có thể chiến thắng dễ dàng, nhưng mà ông càng tự tin vào điều đó thì Trung Quốc hầu như không có biện pháp trả đũa. Tới khi thấy tình hình khó khăn, thì tổng thống Mỹ bắt đầu phải tự chấn an và tự thuyết phục mình là dù có thiệt hại thì vẫn phải xứ Trung Quốc, phải xứ bằng được thằng Trung quốc chờ ông Tổng thống ra quyết định cho các công ty Mỹ rời Trung Quốc dù biết rằng, rằng cái điều này không chỉ thiệt hại cho các công ty Trung Quốc mà việc ra lệnh này đưa ra những cái phán quyết này thì nó sẽ làm mở ra một cái gọi là những cái cuộc um, thoát thoái chạy khỏi nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Tổng thống Mỹ đang như một ông tướng đánh trận, lúc đầu thì tướng sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Khi trận chiến càng kéo dài, thì bắt đầu càng lo lắng và phải tự chấn an, nghĩ ra thêm lý do để tiến hành các cái cuộc chiến mang các yếu tố về mặt tâm lý, để tiến hành cuộc chiến mang các cái yếu tố về cái mặt tâm linh, tuyên bố mình là người được Chúa chọn để tiến hành một cuộc chiến định mệnh. Và ông ta cho rằng là nếu như không phải chiến với Trung Quốc, thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tới nước cuối thì ông. Uh ông tổng thống mỹ sẵn sàng thí quân để mong rằng quân địch sẽ không chịu nổi thiệt hại và phải buông súng trước đây là một cách điều hành chính sách hết sức nguy hiểm bốc đồng và nó có thể nói rằng là rõ ràng chúng ta nên đánh giá lại cái bài toán này ở cái khía cạnh cái góc nhìn của giới quan sát châu á cũng như giới quan sát Trung Quốc để hiểu hơn người Trung Quốc đang nghĩ gì về cuộc chiến này. Liệu người Trung Quốc có thực sự sợ hãi nước Mỹ như những gì mà giới quan sát ch châu Âu và giới quan sát Mỹ đưa ra hay không? Với cái tính cách thiếu thắng bốc đồng thì có thể dự đoán trong thời gian tới thì Tổng thống Mỹ sẽ phải chơi hết mức, tức là chơi gọi là sát ván với những cái con bài cuối cùng trong tay. Tất cả những gì mà người Mỹ có thể làm sẽ làm trong thời gian sắp tới Đó là những gì mà người Trung Quốc dưới quan sát châu Á đưa ra Và đưa ra những cái dự báo Và gần như là người Trung Quốc dưới quan sát châu Á Không có gì uh, cảm thấy là lo sợ Giống như là dưới quan sát của Mỹ uh, và dưới quan sát châu Âu uh, Luôn đưa ra những bài báo theo kiểu là Trung Quốc sắp sụp đổ Trung Quốc sợ hãi, Trung Quốc gọi là uh, thế này thế khác Chúng ta phải hiểu được rằng là thế này trong cái cuộc chiến thương mại này thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là cả thế giới nói chung và người Mỹ nói riêng trong suốt 20 năm vừa qua thì Trung Quốc đã tận dụng cái tình hình thương mại toàn cầu để sử dụng cái hàng hóa giá rẻ của mình đem lại cái tặng dư thương mại cực kỳ lớn và thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà. Đưa Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc số 2 trên toàn cầu và là một trong những công trường sản xuất số 1 trên toàn thế giới nơi cung ứng hàng hóa Trung Quốc đang thay cả thế giới và đang có phần à, góp phần làm cho cái chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi cách bán hàng bia sản phẩm tạo ra những cái thương hiệu cao cấp cũng như là những cái dối lừa của người Mỹ người Âu về sản phẩm siêu cao cấp để bán được những cái giá thực sự là rất cao đưa cái tầm sản phẩm lên xa so với giá trị thực của nó đã có thể trong những thời gian tới là kết thúc. Bởi lẽ hàng hóa uh, sản xuất tại uh, công trường của chung thế giới là Trung Quốc ngày càng nhiều hơn, hàng hóa có hình hướng rẻ hơn và cách bán hàng cũ đang thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi và người Mỹ đang lo ngại về câu chuyện này. Với cái sức cầu của dân Mỹ về cái nhu cầu mà trong đó, trong khi đó thì cái độ tuổi của người Mỹ thì càng ngày càng già cỗi hơn. Uh, nhu cầu của người Trung Quốc thì càng ngày càng lớn hơn chúng ta sẽ thấy được câu chuyện này rõ nét hơn trong thời gian sắp tới. Trung Quốc thì tất nhiên thì sẽ chịu thiệt hại lớn nhưng chắc chắn việc tăng thuế mạnh vào hàng hóa nhập khẩu Mỹ đã được sự đồng thuận từ các lãnh đạo Trung Quốc. Dù có chú ý hay không chú ý, điều này sẽ tạo cho Trung Quốc lợi thế lớn hơn mà Mỹ trong cái đàm phán dài hạn và người Trung Quốc rõ ràng rằng là đã dự báo cái kết quả của cái câu chuyện cuộc chiến này sẽ dai dẳng và kéo dài. Bản thân họ hiểu hơn ai hết, người Mỹ thực sự cũng không muốn có một cái thỏa thuận. Mỗi lần Trung Quốc muốn hạ hạ mình xuống để tìm kiếm một thỏa thuận thì người Mỹ lại đưa thêm những cái lý do hoặc là những cái 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 điều khoản mới để bắt Trung Quốc phải thay đổi uh, cả về hiến pháp cũng như pháp luật. Điều đó là điều chắc chắn người Trung Quốc sẽ không chấp nhận. Trung Quốc trong thời gian sắp tới sẽ chơi cái chiến lược lưỡng bại câu thương kích động mà người mỹ đang giận dữ thì họ càng kích động cho người mỹ giận dữ người mỹ đang cảm thấy bối rối trong cái câu chuyện tưởng chừng như cuộc chiến này tạm sẽ thành công sớm theo những cái tuyên bố trước đó của tổng thống mỹ thì đến nay nó không được như những gì dự báo và cái việc mà Cái việc mà kích động tổng thống Mỹ trong lúc đang giận dữ ra đòn trước để Trung Quốc ở một cái vị thế là nạn nhân sẽ dễ bề kêu gọi được cái sự đoàn kết của chấp nhận vượt qua khó khăn không chỉ của Trung Quốc nói riêng mà của khối EU cũng như là Nga và một số nước khác trong khu vực châu Á. Điều này sẽ làm cho Mỹ càng ngày càng khó khăn hơn và sẽ tổn hại nhiều hơn khi mà cái sự đoàn kết của các cái khối Liên Minh uh, trong cái câu chuyện gọi là không muốn phá vỡ cái cuộc chiến uh, cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở một góc nhìn khác thì rõ ràng chúng ta thấy rằng chiến tranh thương mại là điều không ai mong muốn. Nó thực sự tàn khốc và có thể sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng của cả thế giới, có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chiến tranh là cách duy nhất để thiết lập lại một cái trật tự kinh tế mới. Do vậy, khủng hoảng kinh tế chỉ là một phần nhỏ của cái cuộc chiến tranh chúng ta không quan tâm ai thắng ai thua mà chúng ta nên quan tâm mình làm gì để tối đa cái lợi ích thông qua những cái bằng chứng từng ngày mà chúng ta đang nhận ra. Chúng ta không cần thiết phải chối bỏ cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang ngày càng leo thang. Chúng ta cũng không biện minh cho cái câu chuyện rằng là chúng ta cảm thấy cuộc chiến này lợi hay hại đối với nền kinh tế nước nhà. Bỏ qua những gì đã xảy ra và chúng ta sẽ xem xét xem cái phần tiếp theo của cái cuộc chiến này sẽ như thế nào. Thì thưa với anh chị và các bạn, điều mà người Trung Quốc có thể làm. Thứ nhất là họ sẽ hạ giá đồng nội tệ của họ. Đồng nhân dân tệ của họ không còn ý nghĩa nhiều vì cái 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 nhu cầu của thế giới đang ngày càng yếu đi. Hệ quả là làm dòng vốn rút đi nhiều hơn và như vậy thì rõ ràng nó sẽ gây thêm thiệt hại do đó thì cái việc phá giá và hạ giá đồng tiền có thể theo một số giới quan sát uh, cho thấy thì có thể nó sẽ không có nhiều tác động và rõ ràng người trung quốc không chủ động phá giá việc áp đặt người trung quốc vào cái danh sách gọi là thâu tóm tiền tệ thì có thể đó chỉ là phía người mỹ thôi còn phía trung quốc thì về cơ bản uh, nó không có nhiều ý nghĩa và các cái uh, tác động của nó đối với cái câu chuyện gọi là phòng ngừa thì không có nhiều tác dụng. Trung Quốc có thể bán trái phiếu Mỹ, đây là trò nguy hiểm. Tại sao nó được gọi là trò nguy hiểm là bởi vì nếu hiệu ứng với uh, rút vốn uh, ra ngoài Trung Quốc thì đây sẽ là cái nước thang đẩy nhanh hơn cái việc đó. Đây là cách tồi, không có một cái hiệu ích gì cả rõ ràng nhiều người xối rằng là Trung Quốc nên bán cái dự trữ trái phiếu của Mỹ đi thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả là gây ra những cái bất ổn về trái phiếu nhưng chắc có lẽ người Trung Quốc sẽ không làm lại làm như vậy người Trung Quốc hoàn toàn có thể cấm vận lại nước Mỹ đây cũng là một cái phép toán mà người Trung Quốc hoàn toàn có thể làm phép này thì có thể sẽ không có nhiều lợi ích lắm và thực chất thì cái việc mà cấm người Mỹ làm ăn ở trên đất Trung Quốc thì người Mỹ đã chủ động trong cái câu chuyện là yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Trung Quốc rồi. Giảm lãi suất, bơm tiền, kích thích kinh tế, đây là điều bắt buộc mà người Trung Quốc sẽ làm trong thời gian sắp tới. Nhưng đó sẽ có thể sẽ là cái trò chơi bơm căng quả bong bóng. Nếu quả bong bóng được bơm căng bằng tiền kích thích, nếu quả bong bóng được bơm căng bằng việc giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp thì cái quả cầu này sẽ lớn lên và nó sẽ nguy hại tới nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Về phía nước Mỹ thì có thể làm những điều gì thì chúng tôi cũng uh, uh, quan sát và thu thập thông tin thì thấy rằng một số nhà quan sát cho rằng người Mỹ thì có rất nhiều các cái phép thần có thể sẽ phải sử dụng tới trong thời gian sắp tới. Ví dụ như sẽ nâng toàn bộ thuế lên 50%, điều này rất có thể người Mỹ sẽ nâng toàn bộ mức thuế lên 50%, lên 550 tỷ. Rõ ràng đây là cái câu chuyện gọi là chiến tranh lạnh, cấm vận và gần như là không muốn giao thương với hoạt động giao thương của Mỹ với Trung Quốc và người Mỹ có thể sẽ chấm dứt giao thương với Trung Quốc khi mà nâng mức thuế lên 50%. dấu chấm hết cho cái câu chuyện giao thương kinh tế và điều này thì rõ ràng thiệt hại cả hai bên không riêng gì mỹ mà à, không riêng gì trung quốc mà mỹ chắc chắn cũng sẽ thiệt hại người tiêu dùng mỹ cũng sẽ phải chịu chấp nhận mua hàng hóa giá cao hơn không được mua hàng hóa ở từ người trung quốc nữa à, có thể cấm vận từng phần trung quốc thì người mỹ hoàn toàn có thể làm có thể hủy bỏ cái công nhận một trung quốc Uh, bao gồm cả Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông là điều người Mỹ cũng có thể làm, có thể sẽ loại Trung Quốc, yêu cầu uh, WTO loại Trung Quốc ra hoặc Mỹ sẽ rút khỏi hoặc yêu cầu WTO phải cải tổ thay đổi về cái thương mại toàn cầu thì đó là những cái đòn mà người Mỹ hoàn toàn có thể sẽ phải làm trong thời gian sắp tới nếu như cái tiến trình của đàm phán thương mại Mỹ-Trung nó chẳng đem tới cái hồi gọi là tốt đẹp gì, không đem tới những cái kết cục tốt đẹp thì chắc chắn người Mỹ sẽ làm. Và cái khó của tổng thống Mỹ khác với cái khó của chủ tịch tập cận bệ uh, Chủ tịch Trung Quốc là bởi vì sao? Ông Tập thì toàn quyền trong cái câu chuyện quyết định, còn đối với phía uh, người Mỹ thì phép là độc lập với cái việc có thắng cử hay không trong năm 2020 và các cái đồng minh của Đức thì liệu có ngã về phía mỹ hay không hay lại ngã về phía uh, châu âu và Trump cần tổng thống mỹ cần một cái nước lớn như ấn độ nhật hàn uh, đứng về phía mình ông trung cũng cần những nước có lợi chung như bắc hàn việt nam đứng về phía mình và điều đó là điều mà tổng thống mỹ đang làm do vậy thì cái câu chuyện này nó sẽ có thể sẽ đem lại những cái lợi ích cho người việt nam trong thời gian sắp tới châu bò đánh nhau thì đương nhiên là rồi mỗi chết. Tuy vậy thì chúng ta không đứng ở vai trò rồi mũi chúng ta nên tìm cách là đầu bán uh, trung gian bán vũ khí cho cả hai quốc gia trong cái cuộc chiến này. Chúng ta làm một cái 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 cái, cái môi trường gọi là phi thuế cho cả hai bên. Nếu người Mỹ cần hàng uh, hóa mà thay thế từ Việt Nam thì cũng nên thay thế Trung Quốc từ Việt Nam thì người Mỹ sẽ mua ở Việt Nam và nếu người Trung Quốc muốn tìm kiếm những cái hàng hóa công nghệ mà không mua thắng được từ Mỹ thì hoàn toàn rất có thể sẽ mua từ Việt Nam và Việt Nam cũng sẽ tận dụng cái cơ hội này để đón đầu trong cái câu chuyện hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như các công ty Mỹ chuyển dịch từ Trung Quốc về Việt Nam cái kết cuối cùng thì rõ ràng chúng ta có thể đánh giá được trong 8 tháng đầu năm 2019 thì kim ngạch xuất khẩu hai chiều của Việt Nam với Mỹ và của Việt Nam với Trung Quốc thì đều tăng. Chúng ta đang có thẳng dư thương mại lớn nhất từ trước tới nay. Lý do đơn giản là bởi vì chúng ta đang tận dụng tối đa, tận dụng rất tốt những cái câu chuyện mà bất lợi của cả hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc đang gặp phải khi mà cuộc chiến càng ngày càng leo thang. Chúng ta đang hưởng lợi rất nhiều từ cuộc chiến này ở cái khía cạnh hàng hóa xuất nhập khẩu và chúng ta có phần cũng đang được hưởng lợi hơn nữa về cái ưu ái của người mỹ đối với việt nam trong cái câu chuyện là luôn đưa việt nam vào cái vị thế là những công ty của mỹ muốn mua bán hàng hóa thay thế thì nên tìm tới việt nam tìm tới châu á bằng việc bắt đầu tìm kiếm hàng hóa tại việt nam chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật uh, tình hình thương mại Mỹ-Trung và những cái diễn biến tiếp theo trong những video tới uh, nhiều thông tin mới có thể sẽ thay đổi có thể sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại hoặc có thể uh, quay đầu với những cái tương tác của cả hai quốc gia chúng ta không thể biết được chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào chúng ta chỉ có thể quan sát dự báo và đưa ra những cái đánh giá ở mặt ở cái khía cạnh gọi là công tâm nhất và ở một cái góc độ, cái góc nhìn minh bạch nhất để chúng ta hiểu hơn về cuộc chiến này, không bị báo chí truyền thông trong nước và quốc tế gọi là đưa ra những cái quan điểm cá nhân hoặc là những cái quan điểm hồng chụp mũ chúng ta hay là đưa ra những cái, cái cái góc nhìn chưa đúng, chưa sát với thực tế. Để chúng ta hiểu hơn, nắm hơn về tình hình kinh tế toàn cầu Để chúng ta tận dụng trong cái câu chuyện phát triển kinh tế Thúc đẩy kinh tế nước nhà Để chúng ta có những phương pháp để ứng phó với những cái tình hình mới Với những cái câu chuyện mà rất khó có thể nói trước được Mà chúng ta cần phải nhanh chóng nghe ngóng, lắng nghe và thích ứng ngay lập tức à, Thân chào và hẹn gặp lại quý chị em và bạn Nếu thấy video này hữu ích, vui lòng ấn like cho video chia sẻ cũng như lan tỏa những kiến thức của chúng tôi sẽ chia và tổng hợp tới nhiều người hơn. Đặc biệt đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật video mới mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc quý anh chị em và các bạn vào buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.